Rồi ok anh em ha. Chào tất cả mọi người. Thì bữa nay mình cũng sửa cái máy cho anh khách đây, anh nhờ sửa giùm. Anh máy này anh tên, để lật cho anh em xem. Tên Tuấn. Tuấn. Tuấn không biết ở đâu, không có ghi địa chỉ, có số điện thoại là mình liên hệ lại sau. Thì máy này ảnh mua máy này thì giá về thì 3,7 triệu. Nói chung là máy móc và nói chung là đa số từng mạng vào bán, nói chung là máy là bán theo giá của mình luôn, máy móc bán luôn. Đó, anh bán 3,7 triệu thì về mười mấy ngày, máy này phải mười mấy ngày mà đi bắt cá không được gì, anh gửi ra quải chỉnh sửa gì về mà đánh cũng không được luôn. Đấy, đánh cái cũng không chết không được luôn, rồi người ta nhờ thâu loại sửa này kia loại này, lúc người ta nó bán ra người không có thâu loại nói chuyện này kia. Nói chung là máy bên em ra hiện trường, nếu mà chỗ nào dùng nước nào anh em đánh không được mình trả tiền lại hoàn trọng toàn hết nha. Thì từ đây vài trăm ngàn là tiền ship, tiền bọng đồ hộp bọng cũ là mình từ lại hết, là còn như mình trả lại y xì nha. Đó, bởi vậy sao lên clip mình bán nhiều. Thì máy này anh khách ở nhà sửa đây, thì cái thằng bán á, em nói thẳng luôn, mấy thằng bán nó bán cũng đồ cũng bắt chước người ta, tiền giá người ta bán 3,7 triệu là ngược đời hơn người ta không, mà cũng bán theo giá 3,7 triệu nha. Đó, mình cũng không hiểu sao đó, lúc xưa người ta bán 3,5 triệu này kia đó, mình bán 3,7 triệu đã khác rồi mà sau này đồ cũng bán bắt chước theo á. Đấy, thì máy móc này mới sáng là 100% nha, 100% nha, tại vì máy này bắt cá không được thì ta gửi sửa thôi. Thì máy này nó chạy nguyên lý sao, biến áp E55, chạy con móc phép này thì 3205 lưng bẹ. Đấy, lưng bạc mà không biết cái này lỗi thường hay lỗi xịn nè. Thì lỗi xịn thì nó cũng tương đương với lưng đồng nha, nó gần bằng tiền với lưng đồng luôn. Tại vì lúc trước mình không lấy, nhưng mà đợt này mình có lấy về mấy ngàn con mình để á. Tại vì anh em mới lấy mấy ngàn con lưng bạc để làm gì không? Để mà thí dụ có sửa mấy máy người ta nhờ sửa giùm gần nhà ta chạy để sửa, có lưng bạc mình thay vô cho người ta luôn, đỡ tốn tiền. Tại mình chung lỗi nhau là mình thay được, chứ còn mà khác lỗi là không có thay. Khác là nó vậy, khác lỗi phải thay một lỗ hết luôn. Đấy, thế này chạy 3,205 lưng bạc. Đấy, thì chạy nhân áp, máy này chạy nhân áp đây. Con anh em biết nhân áp hay không, nhìn dễ lắm, con tụ này nó sẽ bắt vô hai tụ nguồn tơ tơ đây là nó nhân áp rồi. Đó, cái đường động điện dần đồng mà là nó nhân áp. Mình sẽ gỡ ra chỉnh lại đến cầu em, cái áp này quấn lại là chắc rồi. Thì máy này mình lãnh người ta tên 1,1 triệu á, mình nói người ta nói chung là ok, em cứ sửa cho anh bắt cá ok thôi, còn nhiêu tiền cũng được. Thì mình ok mình sửa, chứ còn không ấy mình đâu sửa. Thì anh em biết rồi đây, nó chạy là 4TN bơm. Đấy, 4TN mà bơm cách ly thì nó đã bắt cá dở từ đó giờ rồi đây. Thì chỉnh sửa IC gì biết đâu nè, người ta bắt không được thì mình ta nhờ mình sửa lại thôi, chứ kêu thâu lại người ta cũng có thâu đâu. Đấy, biến áp cách ly này lát mình gỡ bỏ hết nha, mình chỉnh lại dòng máy mình là bắt cá là 1 mét nữa là bắt ok, không sâu hơn nữa. Đấy, thế này nó cũng đang đánh nhân áp mà đi tụ 8 này, điện áp cũng thấp chủng mà, tải bóng đèn còn khoảng gần 200 mấy V, 200 mấy, gần 300 V. Mà tại cái máy này là điện thẳng với không có chỉnh xung, nói chung là không có chỉnh được gì mà bắt con cá. Cái lóc với cá trê ông nói bắt thì cá ok ấy, còn cá phi thôi, đừng mong ăn. 10 con là bắt 1-2 con không được. Ngay giọt hên lắm, vô giọt là mới xúc được thôi. Đó, thì khách sao người ta nói sao thì mình làm vậy thôi. Giờ cái máy này mình sẽ test máy cho anh em chạy rồi xong mình sẽ sửa, xong rồi mình sẽ làm lại cái video nữa cho anh em xem. Đấy, thì cái video này mình sẽ nói gì là một cái vấn đề mình lãnh sửa máy này là khách lỡ mà sau này thí dụ mà có tình hợp rồi đó, em có đánh một sửa cho một cái máy sau này người ta nói cái máy người ta đánh ngon mà sao sửa lại bắt cái dở này kia, sẵn mình có cái clip để nói chuyện với người ta luôn nha. Tại vì máy này người ta đánh không được, máy mua mới 100% nha, đánh không được bắt cá người ta thấy ưng ý người ta nhà sửa, mình còn nói khuyên người ta là nên mua máy hai biến áp đi. Anh nói giờ mới mua rồi không có tiền không có vốn, nói chung là giờ em cứ làm lại cho anh chạy đi, sau này có thì nói chung là có gì anh lấy lại sau. Thì đó là tiền nha, tại mình thổi lượng tước là người ta mới gửi máy qua, chứ không phải mình gửi máy qua rồi mới lãnh tiền vậy. Đấy, cái máy này mình lãnh tên 1,1 triệu à, nhưng mà giờ chưa biết à. Cam phô này quấn lại là chắc rồi, tại nhân áp là điện áp không cao là phải nhân quấn lại à. Chuyển qua cầu, đánh cầu. Đó, nhân áp thì gắn 4 con mà cái này giờ muốn đánh cầu 4 con là phải chập inox xung nối lên thành 8 con. Đừng chịu được quên cao nó không bứt con vót, nó bứt con vót là hàng phép trái hư máy liền. Đấy, mình sẽ chỉnh lại. Còn máy này mình sẽ test chạy 100% cho anh em xem luôn à. Đời mới đa năng đa bậc gì kệ họ đây. Xung kim tắc làm màu đầy đủ luôn, mà giờ bắt không được thì điện người ta thì nói này nói kia đó thì người ta ấy. Thì giờ mình cứ đăng lên thôi, mình làm cái video luôn, mình dễ nói chuyện với khách đấy. Còn mà mấy anh em thợ anh em làm gì kệ người ta, nhiều thằng nó nhiều người ta nói này nói kia nói nọ nói không làm nhiều có khét người ta, thì anh em cứ lấy máy mình đăng lên thoải mái đâu gì đâu, mà hỏi anh em có lụm đụng tới được cái máy của mình hay không nữa, cái đó mới là một chuyện nữa. Còn máy mình làm máy đâu đó là cho người khách đi là đâu đó là ưng ý từ đầu tới đuôi đấy, vẫn chạy bình thường nha. Mình sẽ bật xung bằng ấy cho anh em xem, vẫn chạy bình thường nha. Điện áp bóng đèn vẫn trắng à, nhưng mà tải bóng còn khoảng gần 300 V nha. Máy này cỡ mạnh hơn máy đi bộ mình chút, tải rồi á đó. Đó, mở bá xuồng kém nè,
nó chỉnh cho em xe mở máy chạy hoạt động bình thường nha, chứ không phải là người ta gửi cái máy hư qua mà nhà sửa nha. Nó vẫn chạy bình thường nhưng mà người ta nhà sửa đây. À để gì đâu, 520, 420, 650, không biết ở đâu ra. Tải bóng đèn còn chưa được 300W, đâu ra ghi 650 đây nè. Nè anh em thấy không, 650 à. Đó, mà tải bóng đèn còn chưa được 300W nữa. Người ta tính tải rồi nghe, chứ người ta không phải tính mà cái quấn cái dòng dây nhân áp này kia mà ra đấy. Đó, maximum cho anh em xem luôn à. Mạnh hơn cái máy đi bộ mình tích tị à. Đó, xuống đây thì hô 500W nè. Còn bật lên vậy thì 420, bật về 600. Cái mất mạnh nhất của nó là còn 300W nha. Tải bóng đèn là còn khoảng 300W. Nhưng mà đó đã bắt cá không ăn được thì mình sẽ quấn lại luôn. Mình sẽ hỏi người ta lại, anh đánh ở đâu, hoặc là mình có thể để lại nhân áp. Có thể mình để lại nhân áp mà mình chỉnh sửa lại xung điện với bắt cá của mình thôi, đừng bắt. Có thể là chỉnh vậy. Đó, mình sẽ đổi nghiện xung nháy chậm thôi. Đó. Thì anh em nào cứ mua máy thì anh em cứ lên coi tham khảo hoặc suy nghĩ kỹ đó mà mua. Chứ còn máy móc mình bán ra giao hiện trường đây. Thì máy xuồng đây, mà giờ mình cũng hết máy này, mình lắp mạch giao cho khách đây. Đấy, thì máy này giờ mình tranh thủ mình sửa đi, sửa xong mình sẽ làm cái video nữa, mình sẽ đăng lên một clip nữa là mình tả máy hoàn thành nha. Đó, thì chào mọi người luôn.